Hiện nay chúng ta tu tịnh độ có vấn đề Vấn đề ở đâu do tạp niệm quá nhiều Bởi vậy chúng ta nên tính bài toán này Một ngày 24 tiếng đồng hồ Chúng ta niệm a di đà Phật được bao nhiêu tiếng Và bao nhiêu tiếng là tạp niệm nếu chúng ta niệm Phật nhiều hơn tạp niệm Là đang hướng về tịnh độ Còn như tạp niệm nhiều hơn niệm Phật Thì trong đời này Vãng sanh có vấn đề Không chắc chắn được vãng sanh Một ngày 24 tiếng đồng hồ Chúng ta niệm Phật trên 12 tiếng Không nhất định phải niệm bằng niệm Trong lòng có niệm là được rồi Trong kinh nói rất rõ ràng Nhớ Phật, niệm Phật Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật Nhớ Phật là trong tâm ta có Phật luôn nhớ nghĩ đến phật trong tâm có phật tuy là miệng không niệm nhưng trong tâm luôn có phật như vậy gọi là niệm phật niệm phật là trong tâm có phật trong lòng không có phật chỉ niệm bằng miệng không được cũng vô ích